13 điều tối kỵ khi đặt bàn thờ gia tiên kẻo tán gia bại sản, xui xẻo, điệp trùng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị và các bạn thân mến, dù là người giàu hay là người nghèo, sống ở thành thị hay là nông thôn thì bàn thờ gia tiên vẫn là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam. Thờ cúng tổ tiên là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của bản thân đối với thế hệ đi trước. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đặt bàn thờ sao cho đúng để không phạm vào những điều đại kỵ. Và sau đây là những điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ mà mọi gia đình cần phải biết. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ gia tiên. Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam chúng ta đã và đang được lưu truyền qua bao thế hệ, từ đời này sang đời khác. Theo phong thủy, nếu việc thờ cúng không tốt, việc đặt bàn thờ không phù hợp, sẽ ảnh hưởng xấu tới vận khí và sự may mắn của gia chủ. Do đó khi đặt bàn thờ, phải tránh các điều kiêng kỵ sau đây. 1. Kiêng kỵ về cách cục. Ngoài những vị trí kiêng kỵ không nên đặt bàn thờ như ở ban công, vị trí dưới hay trên nhà vệ sinh, không được dựa lưng vào nhà vệ sinh, hay không được đặt cạnh tường bếp đun, thì bạn có thể lựa chọn một vị trí trang trọng trong ngôi nhà để đặt bàn thờ. Tuy nhiên, cần đặt bàn thờ ở nơi có sơn tinh, đăng vượng, bởi trong phong thủy thì bàn thờ được coi như là kháo sơn. Kiêng kỵ về thời gian lập bàn thờ. Thời gian lập bàn thờ không thể bừa bãi bởi nó ảnh hưởng nhiều đến vận thế của gia đình. Thông thường, người ta sẽ lập bàn thờ cùng với thời điểm nhập trạch. Việc lựa chọn đúng thời điểm thích hợp để lập bàn thờ sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của gia chủ. Chính vì vậy mà ngoài thời gian phù hợp với nhập trạch, cúng tế hay hợp tuổi gia chủ, thì thời điểm có sao bát bạch để hóa giải sát khí cũng cần được chú ý. 3. Kiêng kỵ về người lập bàn thờ. Tùy vào phong tục ở từng nơi, nhiều người thường tìm người hợp tuổi để nhờ bốc bát hương. Tuy nhiên gia chủ nên là người trực tiếp bốc bát hương để thể hiện sự thành tâm là được. Một điểm lưu ý là trong quá trình thực hiện phải mặc quần áo chỉnh tề, tay chân sạch sẽ. Ngoài ra, phụ nữ mang thai không nên bốc bát hương bởi quan niệm người xưa cho rằng những người này có nhiều tạp khí, nếu động chạm vào bàn thờ hay bát hương sẽ không tốt. 4. Kiêng kỵ kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa hoặc quá lộ liễu. Khi bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh cái bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng vào lối cửa hoặc là đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhòm ngó thấy, cần phải làm rèm che lại phía trước và hai bên. 5. Kiêng đặt bàn thờ tại lối đi lại. Bàn thờ là nơi cần yên tĩnh, thanh tịnh. Vì vậy, đặt gần lối đi lại ồn ào sẽ khiến cho gia chủ gặp điều không may, hao tán, tài lộc. Bên cạnh đó cũng không nên đặt phòng thờ cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em, sân chơi sẽ làm mất đi sự yên tĩnh cần có trong không gian thờ cúng. 6. Kiêng kê bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm, luôn giữ cho bàn thờ sạch sẽ và thông thoáng. Việc kê bàn thờ thường được mọi người tính toán cẩn trọng, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không để ý không gian hẹp, họ kê gần nhà tắm hoặc phòng vệ sinh, vì vậy tuyệt đối không được kê gần nhà vệ sinh, phòng tắm hay khu vực ô nhiễm như gần cống thải. Điều này sẽ làm ô uế không gian thiêng liêng, bàn thờ phải luôn sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang. Điều này đặc biệt quan trọng, nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính, tượng thần thánh hoặc vật thể thiêng liêng phải đặt trên bàn kệ cao. Đèn trên bàn thờ luôn được bật sáng để thu hút năng lượng dương. Khu vực phía dưới bàn thờ cũng không nên để quá nhiều đồ đạc, đặc biệt là bể cá cảnh hoặc đồ điện tử, vì như thế sẽ khiến cho gia chủ bị mất tài sản tiền bạc như bị lũ cuốn đi. 7. Kiêng kỵ về bố trí trên bàn thờ. Bàn thờ là nơi để thờ cúng tổ tiên, vậy nên một trong những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ đó là trưng bày phô trương những thứ không liên quan đến thờ cúng, chẳng hạn như giấy công đức ở đền chùa. Trong trường hợp gia đình vừa thờ gia tiên, vừa thờ Phật hoặc thờ mẫu thì cần phải tách biệt bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật, trong đó bàn thờ gia tiên để thấp hơn bàn thờ Phật. 8. Kiêng kỵ về đồ lễ trên bàn thờ. Một điểm quan trọng khi bày đồ lễ lên bàn thờ đó là hoa phải là hoa tươi, nước phải là nước sạch. Tuyệt đối không nên đặt lên bàn thờ những loại đồ giả, chẳng hạn như hoa quả bằng nhựa và hoa giả. Sau khi cúng xong,
thì đồ cúng nên bỏ xuống luôn để thụ lộc, tránh để trên bàn thờ ngày này qua tháng nọ. Ngoài ra, lễ mặn và tiền mặt cũng là những thứ không nên đặt trên bàn thờ. Do đó cần phải chu đáo bày biện, sắp xếp vật phẩm, lễ cúng trên bàn thờ gia tiên. Thông thường có 1 đến 3 bát hương. Bát hương ở giữa thờ trung thần, linh thổ địa. Bát hương hai bên là thờ gia tiên, bà cô ông mãnh. Phía trước bát hương ở giữa bày cái đài nhỏ với 3 chén nước sạch. Hai bên là 2 đĩa bày hoa quả tươi và trầu cau hoặc tiền vàng mã. Ở hai góc ngoài thường có đèn dầu hoặc nến. Thông thường trong ngày Tết, mâm ngũ quả sẽ được sắp xếp ở chính giữa bàn thờ. Những vật phẩm thờ cúng như đường, bánh kẹo sẽ được bày trí xung quanh. Với các hộ gia đình có bàn thờ gia tiên nhỏ, một bát hương thì mâm ngũ quả thường để bên phải, tức tay trái nhìn vào, tay phải nhìn ra. Lọ hoa để bên trái, ở giữa để 5 chén nước nhỏ, còn tiền vàng, trầu cau, bánh kẹo, thuốc lá, bánh chưng, hoa để thờ phải là hoa tươi như hoa cúc, hoa huệ, hoa lai ơn, hoa mai, hoa đào. Hương dùng cho những ngày Tết cũng là các loại hương như là hương đen, hương vòng cuốn, hương trầm để tạo cảm giác ấm cúng sung túc cho ngày Tết. 9. Kiêng kỵ đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Nếu không đủ diện tích để dành một phòng riêng làm phòng thờ, thì bạn cũng tuyệt đối không được đặt bàn thờ trong phòng ngủ vì điều này sẽ làm mất đi sự trang nghiêm, tôn kính. 10. Kiêng kỵ đặt bàn thờ ở nơi có gió và nắng chiếu vào. Nơi đặt bàn thờ cần được tụ âm khí, có như vậy mới phù hợp với thế giới tâm linh. Tuy nhiên, nắng gió lại mang nhiều dương khí, do vậy vị trí này không phù hợp để đặt bàn thờ. Nếu không muốn các thành viên trong gia đình gặp phải điều bất an hay khó khăn trong việc làm ăn, trì trệ công việc, thì tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở những nơi có ánh nắng chiếu vào hay gió thổi vào. Ngoài ra, gia chủ còn cần phải chú ý những điều sau. Không đặt bàn thờ trên nóc tủ. Không lấy gỗ đã qua sử dụng để làm bàn thờ. Bàn thờ thần và vật có thể để chung, song không nên để bát hương sát nhau. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà vì sợ hung. Thay vào đó, bàn thờ Phật có thể đặt ở trung tâm nhà. Bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật không nên đặt đối nhau trong một không gian phòng. Không nên treo tranh ảnh người quá cố cao hơn bàn thờ. Đây chính là những điều kiêng cho mỗi gia đình khi đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà. Để các thành viên trong gia đình hòa thuận, công việc làm ăn thuận lợi và không bị hao hụt về tài chính, thì gia chủ cần phải tuân thủ những quan niệm phong thủy trên. Từ tâm thức đến cách thức bài trí nhà cửa, người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng luôn đặt bàn thờ cúng tại những vị trí trang trọng nhất. Trong nhà ở dân gian, bàn thờ cố định được đặt tại khu vực trung tâm của nhà. Bước vào cửa chính sẽ có thể gặp bàn thờ và bộ bàn ghế tiếp khách là một cách sắp đặt quen thuộc, hài hòa với cấu trúc không gian nhà ở truyền thống, vốn có hàng hiên và bao bọc xung quanh. Song, đâu mới là vị trí đặt phòng thờ, tủ thờ hợp lý và chuẩn phong thủy nhất? Câu trả lời này sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Vị trí đặt phòng thờ, tủ thờ hợp phong thủy. Trong phong thủy, bàn thờ cần phải tọa cát, hướng cát, tức là nằm ở vị trí tốt và hướng tốt so với tuổi của gia chủ. Phía sau bàn thờ cần phải là tường vững chãi, không được dựa vào tường kính hoặc là cửa sổ. Đặt bàn thờ đối diện cửa ra vào, nếu thỏa mãn về phương vị và hướng thì mới là một cách bố trí tốt về phong thủy. Trong phương pháp thiết kế kiến trúc dành cho những căn nhà phố hiện nay, kiến trúc sư thường bố trí bàn thờ đặt trong một phòng riêng, tầng trên cùng của ngôi nhà. Tầng trên cùng là tầng thượng. Tầng thượng bao gồm phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. Vị trí này không chỉ mang đến sự trang nghiêm, kín đáo, tĩnh lặng mà còn thuận tiện cho việc cúng ngoài trời, hóa vàng mã trên sân thượng. Dù là nhà ở truyền thống hay hiện đại, bàn thờ cũng phải luôn đảm bảo đặt ở vị trí cao. Phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, không bị các không gian sinh hoạt khác đè lên, để khi cúng bái con cháu trong nhà tỏ được sự ngưỡng vọng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên. Đối với bàn thờ thần tài và ông địa nên đặt ngay tại lối đi vào cửa chính và ở dưới đất vì việc thắp nhang, nhất là nhang thơm có tác dụng xua đuổi không khí ẩm ướt, côn trùng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối là khoảng thời gian chuyển tiếp âm dương, ánh sáng nhá nhem, vi khuẩn nhiều và độ ẩm tăng. Đồng thời, theo tín ngưỡng dân gian thì làm như vậy sẽ nghênh đón thần tài được trực tiếp hơn. Bàn thờ thiên hầu để lộ thiên hoàn toàn có thể đơn giản là một bệ đá, đến cầu kỳ hơn là một trang thờ có mái.
sân thượng hoặc ban công trước là nơi phù hợp để đặt bàn thờ thiên, cũng là một điểm thắp hương để xua đuổi âm khí, tạo thêm nét ấm áp cho sinh hoạt trong ngôi nhà của bạn. Thứ nhất, thiết kế tủ thờ, bàn thờ phù hợp. Trong phòng ở, phòng thờ, hệ thống tủ và bàn thờ phải có quy mô, hình thức tương xứng để tạo nên sự trang nghiêm cho không gian phòng. Kích thước tủ thờ không nên quá to, gây cảm giác hoành tráng, nhưng cũng không nên lọt thỏm, nhỏ bé trong phòng. Nếu bàn thờ được đặt tại các không gian khác nhau như phòng sinh hoạt chung, phòng khách, thì tủ thờ cần phải được thiết kế phù hợp với tỷ lệ kích thước phòng và tương quan với các đồ nội thất khác. Thứ hai, một góc thờ cúng trang trọng mang hơi hướng truyền thống. Ở những không gian này, tủ thờ, bàn thờ nên được thiết kế đơn giản, tránh cầu kỳ, lạc lõng hay gây cảm giác nặng nề, e sợ. Bàn thờ tạo được sự tôn nghiêm nhưng vẫn phải mang được cảm giác gần gũi với các thành viên trong gia đình và các sinh hoạt chung khác. Vật liệu và màu sắc của tủ thờ cũng phải phù hợp, nên sử dụng các màu trầm, điển hình như là màu gỗ nâu sẫm, các chi tiết kiến trúc, nội thất, lát sàn, trần chiếu sáng. Các vật dụng đồ thờ, bát nhang, đèn nến, lọ hoa nên bày theo lối cân đối. Ở các căn hộ chung cư, trong trường hợp tủ thờ để ở phòng chức năng nào đó hay là không gian chung thì cũng cần phải có hình thức tủ thờ kết hợp với tủ trang trí, tủ ngăn phòng để bày đồ lưu niệm. Thứ ba, một số điều cần lưu ý trong phong thủy phòng thờ. Khi thiết kế hay bài trí sắp đặt cho không gian thờ cúng, bạn phải lưu ý tránh đặt bàn thờ gần luồng gió hút mạnh, gây động và có thể thổi tàn lửa nhang ra chỗ khác gây cháy. Mặt bàn thờ nên đặt một tấm kính để đảm bảo an toàn, tránh lửa bén. Tuyệt đối không được đặt bàn thờ bên dưới phòng vệ sinh, phòng trẻ em chơi đùa, làm giảm tính tôn nghiêm. Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng, không nên đặt bàn thờ cao quá, gây khó khăn cho việc thờ cúng. Cũng không nên đặt thấp quá, thiếu tính trang nghiêm. Trong các trường hợp bàn thờ treo hay tủ thờ cao, phải đảm bảo khoảng cách tới trần nhà không quá gần, tránh quẩn khói và gây ám bảng trần. Để khắc phục trường hợp này, bạn có thể gắn một tấm kính phía trên trần. Ánh sáng trong phòng thờ và trên bàn thờ không nên sử dụng ánh sáng trắng, mà nên sử dụng ánh sáng vàng, có cảm giác ấm cúng. Nguồn sáng sử dụng cho bàn thờ phải là nguồn sáng gián tiếp, tránh gây chói. Bạn có thể dùng đèn hắt tường hoặc là những bóng đèn nhót, đèn thờ. Bố trí chiếu sáng nên đăng đối theo hướng hai bên thờ. Kiểu dáng chất liệu của đèn cũng cần phải phù hợp với tủ thờ và không gian chung, tránh quá màu mè và lòe loẹt. Trong mỗi gia đình, sẽ không thể thiếu việc thờ cúng gia tiên. Bàn thờ sẽ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, là một không gian quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của con người. Chính vì vậy, mỗi gia đình cần phải lựa chọn đặt vị trí bàn thờ gia tiên làm sao để vừa phù hợp phong thủy với vận mệnh của gia chủ và từ đó giúp cho gia đình được hưng thịnh và tài lộc. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi đến cho chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này. Và đừng quên đăng ký kênh, cùng với đó là chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên cập nhật những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.